Chào anh em nha. Đấy, hôm nay em còn một ít cái ổ cắm này thôi. Ổ cắm này, ổ cắm này là ổ cắm còn được một ít thôi, trăm cái thôi. Ổ cắm này là cái ổ cắm lai, anh em nhé, ổ cắm lai đây, chuyển từ dẹt sang tròn đây, đấy, chắc dẹt này, chân dẹt này, chuyển sang chân tròn đấy, anh em cắm vào đây, khóa vào đây, đấy. Anh em ấn cái chân tròn này nhé. Cắm vào đây, đấy. Chuyển từ dẹt sang tròn này nhá. Thì giá của nó là 8.000 đồng một chiếc anh em nhá. 8.000 đồng một chiếc, đấy. Đơn giản luôn. Đấy. Mà nó nhỏ gọn anh em ạ. Cắm vào đây. Đấy, xoay cái. Anh em có thể cắm được bao nhiêu cái trên một ổ này cũng được. Đấy, xoay. Đấy. Một cái ổ cắm này nó xít nhau cũng được. Anh em cắm thoải mái, không bị chặt anh em nhá. Đấy, cắm thoải mái luôn. Đấy. Anh em ạ, giá là 8.000 đồng một chiếc ổ này anh em nhá. 8.000 đồng một chiếc. 8.000 đồng một chiếc anh em nhé. Tiếp đến là cái kìm anh em nhé. Kìm này em chỉ còn chục cái thôi. Kìm này là kìm bấm chân linh kiện anh em nhé. Và anh em bấm thì được rất là sắc luôn anh em ạ. Thích như này. Đây anh nhìn này. Rất sắc luôn. Nhìn thích như này luôn. Đấy. Kìm là kìm cũ anh nhé. Kìm đã qua sử dụng rồi. Anh em ạ. Kìm này giá của nó là 30.000 đồng một chiếc anh em nhé. Kìm giá 30.000 đồng một chiếc. Đấy. 30.000 đồng một chiếc thì là bấm rất sắc luôn. Thử cho tôi xem giấy cắt. Em chỉ có giấy cắt thôi, không sắt. Đây, sắc luôn. Sắc luôn rồi. Bấm chân linh kiện này, bấm dây cho thấy thoải mái nhé. Đấy, bấm dây nhỏ đây, dây to bấm nó mẻ. Đấy. Được chưa? Rất ok luôn đấy. Giá kìm này nha nhá. Kìm này là giá 30.000 đồng một chiếc đây. Đây cửa hãng nó như này. 30.000 đồng một chiếc, dài 150mm anh em nhá. Tiếp đến là cái bộ này. Cái bộ này anh em nhá, đấy. Cái bộ này. Thật sự cái bộ này là em ngày xưa mua là một, em nhớ mua là hơn 200. Đấy. Bây giờ em thanh lý thôi, để cho anh em 100. Nó bị mất một cái đầu này, hai, ba cái đầu này anh nhé. Đấy. Để cho anh em xem, đây là bộ vít, có mỗi một bộ đây anh em ạ. Được chưa? Mỗi bộ vít này thôi. Vít này của Bốt, ghi là hãng Bốt, em chỉ biết sản xuất của thằng nào luôn. Đấy. Ghi là hãng Bốt thôi. Đây, hình thức đây, trong bên trong nó như này nhé. Đấy, cái vỏ ngoài như này. Đấy. Đấy, nó như này. Cậy đây như này. Sau đó gập lên như này. Đấy, gập như này. Gập xuống. Đẩy lên. Đây. Bốt luôn. Đây nhá. Đấy. Trắng trơn. Bố ghi này bót. Đấy. Bót anh này. Thì em nói luôn là cái kênh hàng bãi DG này nhá. Anh em nhá. Với kênh chợ đồ nghề Nhật bãi là hai kênh gần như là khác nhau. Anh nhá, nó cùng một số điện thoại, nó cùng một người sử dụng nhưng mà hai kênh khác nhau. Khi anh em mua ở hàng bãi DG nhá, thì là em sẽ làm đơn ship riêng. Còn nếu anh em mình mua ở bên chợ đồ nghề DG nhá, thì em sẽ làm đơn ship riêng. Anh nhá, đấy thì hai kênh độc lập, vì sau này em sẽ tách số điện thoại ra. Anh nhá, đấy sau này em sẽ tách số điện thoại riêng ra. Anh nhá, bởi vì nó liên quan đến kênh chợ đồ nghề Nhật bãi, liên quan đến kênh của bên hàng bãi nó rẻ, kênh của bên chợ đồ nghề Nhật, đấy, tức là bên đấy là chuyên bán hàng đồ nghề Nhật, kênh này thì em tạp phế lù, anh em, cho nên em tách riêng hai kênh ra, đấy, nó cùng một số điện thoại nhưng không thể để chung vào một món được, ví dụ anh em mua hàng bên hàng bãi nó rẻ, anh em nhá, mà thì em sẽ ship riêng đơn hàng bãi nó rẻ, còn anh em mua ở hàng chợ đồ nghề Nhật bãi, em sẽ ship riêng đơn ở chợ đồ nghề Nhật bãi, bởi vì là hai kênh này là hai kênh độc lập khác nhau, anh em nhá, nó không giống nhau. Đấy, thì anh em thông cảm vấn đề đấy anh em mua hai món ở trên hai kênh khác nhau thì nó cùng một số điện thoại thật sự đấy, nhưng mà em vẫn để ship riêng đấy vì là hai kênh hoạt động độc lập anh em nhá. Đấy, còn sau này em hoạt động một thời gian nữa là em sẽ thay đổi số điện thoại của kênh này luôn anh em nhá. Đấy, nó cùng một người nó là em sở hữu thôi, nhưng mà em muốn tách riêng hai kênh ra vì một kênh này em bán hàng tạp phế lù, hàng của Trung Quốc, Đài Loan các loại, để cái kênh kia bán cho hàng Nhật anh em nhá.
Em xin chào cả nhà. Anh em có gì thì cho em xin một like và một lượt chia sẻ anh nhá, và một lần đăng ký kênh. Em xin cảm ơn cả nhà. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ anh em nhé.